Xin chào tất cả các học sinh yêu quý. Các bạn thân mến, trong buổi học này, trong cái video này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái công thức, một công thức cực kỳ quan trọng nha các em nhé. Cái công thức này là công thức sẽ giảm thiểu các bạn tối đa thời gian trong vòng thi trong việc giải quyết các bài toán trắc nghiệm. Đó là công thức DKH để các em có thể tính nhanh khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thì cái video này thì chúng ta sẽ chia nó làm 4 phần. Trong đó thì phần 1 thì thầy sẽ nói về cái khái niệm liên quan đến khoảng cách giữa thẳng chéo nhau. Phần số 2 chúng ta sẽ nêu ra cái công thức DKH tính nhanh. Phần số 3 chúng ta sẽ có một số bài tập áp dụng. Thì thầy sẽ đưa cho các bạn 5 cái ví dụ nhá. Và phần số 4 là chúng ta sẽ chứng minh công thức. Thì ở đây thầy đưa cho các bạn 4 phần này vì sao? Tại vì là như này. Thầy trước hết là thầy phải nói lại các bạn một chút về cái khoảng cách giữa hai thẳng chéo nhau. Tại vì tới đây thì thầy tin là khi mà các em đang xem video này thì đa số các em đã nắm được cái đấy rồi. Thậm chí là các em đã làm quen với cái việc tính khoảng cách giữa thẳng chéo nhau theo cách thông thường rồi. Nhưng các em có thể thấy là khi mà các em tính theo cách thông thường ấy thì nhiều khi nó hơi vất vả. Nên chúng ta cần phải có đến cái phần số 2, đó là chúng ta sẽ đưa cho các bạn một cái công thức tính nhanh và qua đó thì các em có thể giải quyết bài toán trắc nghiệm một cách hiệu quả hơn. Và sau khi thầy đưa cho các bạn công thức rồi thì tất nhiên là các em cần phải có một cái thời gian để các em nhuần nhuyễn với công thức, các em ôn tập và các em luyện tập cái công thức đấy để các em làm chủ được công thức đấy. Và để mà có thể hiểu rõ bản chất sâu nhất của chúng ta thì các em phải đến với phần thứ tư, đó là chứng minh công thức. Và qua cái việc chứng minh công thức thì các em đã hiểu tại sao lại có nó, từ đó thì các em hiểu bản chất nhá. Rồi thì cái phần này chúng ta cùng nhau đến với cái chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau đến với chủ đề số 1, đó là cái khái niệm. Thì cái khái niệm đã xuất hiện trong sách giáo khoa. Thì ở đây các bạn có thể thấy là ở đây nếu mà các em có hai cái đường thẳng AB là hai đường thẳng chéo nhau, được chưa? Bây giờ thầy xét một cái đường thẳng D là cái đường thẳng vuông góc với cả hai đường thẳng A và B, đồng thời cắt cả hai đường thẳng A và B. Thì lúc này thì cái đường thẳng C sẽ được gọi là đường vuông góc chung. Các em nhớ là cái đường vuông góc chung nhá, đường vuông góc chung của hai đường thẳng A và B. Đường thẳng C sẽ được gọi là đường vuông góc chung của hai đường thẳng A và B. Được chưa nhỉ? Vẽ này nó hơi xấu. Đường vuông góc chung. Còn giả sử C mà cắt A tại điểm Y, C cắt B tại điểm G thì khi đó đoạn thẳng YG được gọi là đoạn vuông góc chung. Và chúng ta có khái niệm liên quan đến khoảng cách giữa hai đường thẳng A và B. Đó là khoảng cách giữa hai đường thẳng AB chính là độ dài của đoạn thẳng YG. Được chưa nhỉ? Thì đây chính là cái khái niệm liên quan đến cái khoảng cách giữa hai đường chéo nhau. Hay nói một cách đơn giản đó là khoảng cách giữa đường chéo nhau là khoảng cách là độ dài của đoạn vuông góc chung của chúng nhá. Được chưa? Thì qua đó các em có một số cái nhận xét như này. Nhận xét là có một cái cách mà các em hay sử dụng đấy, đó là nếu như mà có cái đường thẳng A nằm trên mặt phẳng P mà song song với đường thẳng B song mặt phẳng P, tức là các em đã có được cái mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song đường kia, thì cái việc tìm khoảng cách giữa đường thẳng A và B nó chính là việc tìm khoảng cách giữa đường thẳng B và mặt phẳng P. Đấy thì cái nhận xét thứ hai này sẽ là nhận xét rất hay dùng này. Thì thầy tin là đến cái thời điểm này thì đa số các em đã nắm được cái này rồi nhá. Thì mình cùng nhau đến với cái công thức DKH có nhận xét thứ 1 ấy. Thì nó là như này. Nhận xét đầu tiên mà các em cũng phải lưu ý đến này, đó là nếu như các em có được đường thẳng A và đường thẳng B là hai đường chéo nhau và AB nằm trên hai cái mặt phẳng song song với nhau thì khoảng cách giữa A và B nó sẽ là khoảng cách giữa P và Q là hai mặt phẳng song song đấy. Đấy là nhận xét số 1, cũng là một nhận xét rất là quan trọng, nhớ chưa? Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong các bài toán. Rồi bây giờ là chúng ta xong cái phần khái niệm, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần rất là quan trọng, đó chính là phát biểu công thức. Trên bảng các bạn bây giờ đang có phần số 2, đó là công thức DKH. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau phát biểu công thức này nhá. Bây giờ các em nhìn này, bây giờ nếu như thầy có một khối chóp SABC, nếu mà thầy có một khối chóp SABC như hình vẽ, thì bây giờ cái câu chuyện của bài toán là làm thế nào để chúng ta có thể đưa về cái mô hình chung để các em có thể tính nhanh cái khoảng cách giữa SA và BC bây giờ. Khoảng cách giữa SA và BC. Thì lẽ bình thường ấy là các em sẽ cố gắng để tạo ra một cái mặt phẳng chứa cái SA và song song BC, đúng không? Bằng việc là qua A các em kẻ tia AX song song BC thì nó tạo ra mặt phẳng SAX. Nhưng cái cách đấy là cách thông thường và cách đấy là cách mà đôi khi chúng ta sẽ việc giải quyết bài toán nó sẽ hơi lâu một chút nhá. Và chúng ta đã tổng quát hóa và chúng ta đưa nó về một cái công thức cực kỳ tuyệt vời như thế kia kìa. Các bạn quan sát này. Các em quan sát này. Chúng ta sẽ giả sử H là hình chiếu móng khổ S xuống mặt phẳng ABC. Nối A với H cắt BC, cắt đường thẳng BC các em nhá, tại điểm K. Gọi D là hình chiếu móc của A xuống BC. Lúc này các em sẽ có A nhỏ thì bằng khoảng cách từ A đến BC, nó chính là AD đấy, cái độ dài này là AD. Rồi tiếp tục này, H nhỏ thì là chiều cao SH. Tiếp tục này, K nhỏ thì là gì? Là tỷ số là gì? AH chia cho AK. K nhỏ là tỷ số AH trên AK. Thì các bạn sẽ có một cái công thức cực kỳ tuyệt vời mà các bạn có thể ghi vào ngay lập tức. Nếu mà các em chưa biết, các em ghi vào ngay lập tức. Đó là 1 trên D bình phương, nghĩa là 1 chia cho khoảng cách cần tính ấy. Đó, thì bằng 1 chia cho A bình phương cộng với k bình phương trên h bình phương. Thầy nhắc lại, 1 trên d bình phương thì bằng 1 trên a bình phương cộng với k bình phương trên h bình phương. Thầy nhắc lại một lần nữa nhé. A ở đây nó là chiều cao hạ từ A của cái tam giác BC, được chưa? H ở đây là chiều cao SH, thì thường thường cái A và cái H nó rất là dễ tính thôi nhá. Cái này không khó tính đâu. Thường thường ấy, cái khó khăn của các bạn nằm ở cái K. Cái K là gì? Thì các em qua việc các em xác định chân đường vuông góc là H rồi, các em nối AH cắt cái đường thẳng BC tại điểm K, thì cái K của chúng ta là chỉ số AH trên AK. Các bạn nhớ cái điều này nhá. Thì thường thường cái AK là cái khó tính. Thì để mà làm chủ được công thức này, chúng ta cùng nhau đến với các ví dụ luyện tập, và thầy sẽ đưa cho các bạn 5 ví dụ luyện tập. Và qua 5 ví dụ đấy, các em đã hiểu được sâu được A là gì, K là gì, H là gì. Và cuối cùng sau 5 ví dụ đấy, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chứng minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với các ví dụ luyện tập, được chưa? Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang vuông tại B và C. Có AB thì bằng 3A, có BC bằng CD bằng A, có SA vuông góc với mặt đáy. Chết, chúng ta vẽ hình lại nhá. Thì các em chú ý cái đáy là hình thang vuông tại B và C nhưng lại có SA vuông góc với đáy, đúng không? Chúng ta có được là AB bằng 3A, nghĩa là độ dài AB là một cái cạnh đáy là dài nhất. Ngoài ra các em còn có BC bằng CD bằng A. Vậy chúng ta có thể vẽ phác họa hình vẽ như thế này. Chúng ta sẽ vẽ B và C đây đi. BC đây. Được chưa? AB là rất là dài này. Nó bằng 3A cơ. Thì đây là B này, đây là C này. CD thì ngắn hơn. Đấy. Đây A đây. Đấy, các em quan sát này, hình vẽ của chúng ta ABCD, các em có thể phác họa được cái hình vẽ ABCD như thế này. Các em chú ý là ở đây ý, thì các em nên giả sử A bằng 1 để tính toán cho nó dễ, tại vì nó giống như một phép chuẩn hóa đấy, không mất tính tổng quát, các em giả sử A bằng 1 nhé các em nhé. Không mất tính tổng quát, các em giả sử A bằng 1. Rồi, thế thì bây giờ các bạn quan sát này, có SA vuông góc với mặt đáy này. Ok, có SA vuông góc mặt đáy. Rồi, góc giữa SC và mặt phẳng đáy thì bằng 30 độ. Các bạn quan sát này, chúng ta sẽ có góc giữa SC và mặt phẳng đáy đây. SC đây, nối vào. Thì cái góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng 30 độ. Thì cái giả thiết này sẽ quyết định được cái độ dài SA. Thực ra cái giả thiết này nó thay cho cái giả thiết là độ dài SA mà thôi. Thì ở đây các em sẽ tính được độ dài SA ngay, đúng không? Các em nhìn nhá. Các bạn nhìn này. Ở đây các em sẽ có được cái góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng 30 độ thì chứng tỏ là gì đấy? Các em nhớ là SA vuông góc mặt đáy thì chứng tỏ góc giữa SC và mặt đáy chính là góc SCA, đúng không? Góc SCA góc này bằng 30 độ này. Đó, được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta nối luôn cái SD. Chúng ta nối luôn cái SB. Đó. Và các em tính AC, hiển nhiên các em tính được. Hiển nhiên các em tính là AC. Các em chú ý là AC của chúng ta sẽ bằng mấy? Bằng căn của AB bình cộng với BC bình bằng căn của 9 cộng 1 bằng căn 10. Được chưa? Như vậy các em tính là AC. Và cái góc SAC bằng 30 độ nên các em tính được SA ngay lập tức. Các bạn nhìn này, các em sẽ có được SA của chúng ta thì bằng AC nhân với tang của 30 độ. AC nhân tang 30 độ, AC bằng mấy nhỉ? Bằng căn 10 nhân tang của 30, tang 30 bằng 1 trên căn 3. Như vậy bằng căn của 10 phần 3. Như vậy các em viết luôn SA bằng căn 10 phần 3 vào đây cho thầy nhá. Thực ra cái thông số chiều cao rất quan trọng thôi. Tại đa số là kiểu gì các em cũng sẽ đi tính chiều cao. Hầu hết các bài toán là cuối cùng các em vẫn phải đi tính chiều cao hết. Thế nên đọc cái thông số này, góc SC mặt đáy bằng 30 độ để các em tính luôn chiều cao cho thầy cũng được. Tại vì nó rất là đơn giản thôi, đúng không? Nó chỉ vài bước tính toán là các em tính được chiều cao ngay. Và do đó thì hình chóp SABCD này, một cái hình chóp mà các em thấy tất cả mọi yếu tố của hình chóp các em đã biết được rồi. Chiều cao SA, hình chiếu góc của S mặt phẳng đáy, góc BC vuông, ABCD hình thang. Như vậy thì các em biết được tất cả mọi yếu tố rồi, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính. Ngoại M là điểm thuộc cạnh AB, sao cho AM thì bằng 1/3 AB. AM 1/3 AB thì có điểm M đây. Và câu chuyện của bài toán là gì đây? Tính theo A khoảng cách giữa hai đường thẳng là SB và DM. Nào, tính theo A khoảng cách giữa SB và DM. Rồi, đây là bài toán của chúng ta, tính khoảng cách giữa SB và DM nhá. Thì với cái dạng bài toán liên quan đến khoảng cách giữa một cái đường là đường xiên này này và một cái thuộc đáy này này, thì các bạn có thể tính thông qua rất nhiều cách khác nhau. Các bạn có thể tính thông qua rất nhiều cách khác nhau nhé. Trong đó thì Có cái cách đơn giản nhất ấy, mà các em hay dùng ấy, là cách qua B các em tạo ra một cái mặt phẳng chứa cái SB và song song với DM bằng cách là qua B kẻ đường thẳng song song với DM, nó gọi là tia BX đi, thì cái mặt phẳng SBX sẽ là mặt phẳng chứa SB và song song DM. Qua đó thì khoảng cách giữa DM và SB nó chính là khoảng cách giữa DM và mặt phẳng SBX, nó bằng khoảng cách từ M đến mặt phẳng SBX, thì các em thông qua khóa từ A. Những cách đấy là thầy không muốn nhấn mạnh ở đây, tại vì ở đây là thầy đang muốn tập trung cho các em theo cái công thức DKH. Chính vì thế nên chúng ta sẽ nói về cái công thức đấy. Và ở đây thầy phải nhắc lại cho các bạn công thức đấy một chút này. Đây là công thức DKH nhá. Bạn nào mà chưa biết thì các em ghi vào, được chưa? Thầy nhắc lại cho một chút là khi các em có hình chóp SABC mà các em cần tính khoảng cách giữa SA và BC thì các em có một công cụ rất là mạnh để các em tính. Về mặt bản chất thì công thức này được chứng minh thông qua cái cách chứng minh tổng quát. Nghĩa là ở đây nhá, bình thường là các em phải giải quyết bài toán này theo cái cách thông thường, các em sẽ tạo ra một cái mặt phẳng song song chứa đường thẳng này song song đường kia, sau đó các em tính khoảng cách, các em quy về khoảng cách từ chân đến vuông góc. Nhưng vì có công thức DKH này nên cái bước mà các em tạo ra cái mặt phẳng đấy đã được cách chứng minh tổng quát giải quyết. Và do đó các bạn chỉ cần nắp công thức vào. Như vậy về mặt bản chất thì công thức DKH này và cái cách mà chúng ta làm bình thường đây là như nhau. Nhưng về mặt tính toán thì công thức DKH đã lược bỏ được các cái bước vẽ thêm hình và chứng minh ban đầu, và do đó các bạn chỉ cần lắp công thức vào mà thôi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp công thức vào xem là A là cái gì, K là cái gì, H là cái gì, nhớ chưa? Đầu tiên chúng ta nói về A. Thì các em nhìn này, SB và DM thì các em tập trung vào SBDM, được chưa? SBDM. Thì A là cái gì? Công thức DKH. Với A là cái gì đây? A nó chính là khoảng cách từ B đến DM. Hiển nhiên khoảng cách từ B đến DM bằng độ dài BD, đúng không các em? Tại vì các em dễ dàng chứng minh được là BD vuông góc với DM này. Các bạn nhìn này, BD vuông góc với DM này, đúng không nhỉ? Đúng không? Tại vì là AM thì bằng 1/3 nên BM bằng 2. BD thì bằng mấy? BD thì bằng căn 2 và góc này bằng 45 độ. Góc DBM 45 độ, tại vì góc CBD 45 độ nên tam giác BDM vuông cân tại D, và do đó là các em sẽ có được cái khoảng cách từ B đến DM nó chính bằng độ dài BD. Chính bằng độ dài BD, và BD bằng mấy? Bằng căn 2, xong luôn nhá. Một. Thứ hai là đây là A này. K là gì? Đây thầy cho các bạn xem lại một lần. A là khoảng cách từ điểm A đến BC, được chưa? H là chiều cao từ S xuống mặt phẳng ABC. Và K nó là khi các em nối S, AK, AH cắt cái BC tại K thì K là AH chia cho AK. Thì bây giờ các em nhìn nhá, trong bài toán này ấy, các bạn chú ý này, cái H ở đây là gì? H đây, các em nhìn vào cái hình chóp SBDM, đúng không? Thì H là khoảng cách từ S đến mặt phẳng BDM. Thầy viết từ từ cho các em dễ hiểu này, được chưa? Áp dụng công thức khoảng cách từ S đến mặt phẳng BDM chính là bằng SA, và SA bằng căn 10/3. Được chưa? Đấy là H. Còn gì nhở? Còn K thì bằng gì? K thì bằng các em nối từ B này, nối B gì? BA cắt DM tại M, thì cái điểm này nó giống với điểm, khi mà các em nhìn vào cái công thức của chúng ta ấy thì cái điểm H nó sẽ giống với điểm A đây này. Cái này nó giống với điểm H này. Còn cái điểm M này là giao điểm của BA. Đấy, nối từ đây đến đây cắt cái BM này, điểm này giống với điểm K này. Các bạn hiểu cái điều không nhở? Theo cái công thức ấy thì các bạn nhìn vào nó tương ứng với các điểm này. AKH ấy. Thì lúc này các em sẽ có được cái BA là K của chúng ta bằng gì đây? Thầy viết từ từ nhá cho các bạn dễ hiểu này. K của chúng ta sẽ bằng BA trên BM. Rồi, được chưa nhỉ? Và BA trên BM bằng mấy? BA trên BM theo đề bài bằng 3/2. Như vậy lắp vào thì các em sẽ có ngay được cái đáp án 1 trên D bình thì bằng 1 trên A bình cộng K bình trên H bình, bằng 1 chia cho A bình là 1 chia 2, cộng với K bình là mấy? Là 9/4, trên H bình là mấy? Là 10/3. Như vậy xong bài toán rồi đấy. Thì các em tính ra là các em sẽ biết được bằng bao nhiêu nhá. Tốt nhất là các bạn dùng máy tính Casio ra. Và đây thầy dùng máy tính Casio FX580 VNX. Thì ở đây thầy sẽ tính luôn này, 1/2 này, cộng với ở đây là 9/4, đúng không? Chia cho 10/3 thì các em tính ra. Thì đây là 1 trên D bình, xong các em lấy 1 chia cho cái này, xong các em khai căn nó ra. Đấy thì nó là 4 căn 70, 470 chia cho 47. Qua đó thì các em sẽ chọn được cái phương án lựa chọn của chúng ta sẽ là phương án A, được chưa nhỉ? Đấy, rất là dễ dàng, đúng không? Các bạn thấy là Với cái việc mà các em biết được cái công thức này ấy, thì cái khối lượng tính toán của các em đã được giảm đi khá là nhiều. Các em không cần phải kẻ thêm cái đường song song nữa, đúng không nhỉ? Đấy, khối lượng tính toán của các bạn đã được giảm đi khá là nhiều, rất là ổn nhá. Rồi mình sẽ sang câu tiếp theo. Để áp dụng nó. Mà mình vẫn áp dụng nó nhá các em nhá. Các bạn nhìn này, chúng ta đọc đề cho hình chóp SABCD vẫn như vậy, có đáy là hình thang vuông tại B và C vẫn như vậy, có AB vẫn là bằng 3A, có BC bằng CD vẫn là bằng 1, có SA vẫn vuông góc với mặt đáy, góc giữa SC và mặt đáy bằng 30 độ. Như vậy thì tất cả mọi thứ về cái hình chóp SABCD của câu trước và câu sau giống nhau, đúng không nhỉ? Nó vẫn là cái việc mà các em tính được là AC ngay lập tức, AC thì bằng căn 10 và khi đó các em tính SA bằng căn 10/3. Tại vì cái góc này bằng 30 độ, vậy mọi thứ đã diễn ra rất là tương tự. Nhưng chúng ta hãy đọc cái đề bài. Đề bài yêu cầu các bạn đi tính khoảng cách từ giữa hai cái đường thẳng là SB và AC, được chưa? Nào các em nhìn này, SB và AC. Thì theo lẽ thông thường ấy mà các bạn tính ấy, thì thường thường các em sẽ đi vẽ cái tia BX song song với AC, sau đó các em tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBX. Nói chung là bài này sẽ làm nhanh, khá là nhanh, được chưa? Khá là nhanh. Nhưng ở đây thầy sẽ làm cho các bạn áp dụng nhuần nhuyễn cái công thức mà chúng ta đang nói ở trong bài học ngày hôm nay, đó là công thức DKH, để làm sao cho sau này các em gặp những bài toán liên quan đến khoảng cách từ một cái đường xiên nối từ đỉnh ấy và một cái đoạn ở đáy ấy, thì các em tính nó rất là đơn giản. Các bạn cùng nhau quan sát nhá. Rồi bây giờ các em cùng nhau quan sát này, bây giờ các em đi tính khoảng cách giữa SB và AC, đúng không? Thì các bạn chú ý này, cái khoảng cách giữa SB và AC thì các bạn áp dụng theo DKH đi, là 1 trên D bình bằng 1 chia cho A bình cộng với K bình trên H bình. Và các bạn chú ý này, ở đây chúng ta sẽ nhìn vào cái D là khoảng cách giữa SB và AC, thì chúng ta để im đấy. Còn các em phải tập trung vào cái hình chóp SABC, được chưa? Thì cái A là gì? A là khoảng cách từ điểm B đến AC, được chưa? Khoảng cách từ B đến AC. Thì tam giác ABC là tam giác vuông tại B. Thế nên cái A này là khoảng cách từ B đến AC, nó sẽ bằng là BA nhân BC trên căn của BA bình cộng BC bình. BA nhân BC chia cho AC cũng được, thì bằng 3/căn 10. Thì đây chính là A. B bằng gì? K bằng gì? H bằng gì? Tính H trước. H thì là chiều cao của hình chóp SABC kẻ từ đỉnh S, nó chính là SA luôn. A là hình chiếu vuông góc luôn, thì bằng căn 10/3. Được chưa? Còn K bằng gì? K thì các bạn lưu ý này, cái này các em có một cái lưu ý chú ý này. Ở đây nhá, trong cái bài toán của chúng ta ấy, thì cái công thức DKH ấy, thì các em nối từ cái A, nói chung các em cần tính khoảng cách giữa SA và BC, các em nối từ A đến H, cắt cái BC tại điểm K, thì cái K là như vậy. Thì lúc này cái K của chúng ta, cái giá trị K nhỏ ấy là AH trên AK. Thì trong cái vấn đề của chúng ta ở đây cũng như vậy thôi. Chúng ta sẽ thấy là B này, các em nối B với A, cắt thằng AD này, thì cắt nó tại điểm K. Hay nói cái bài toán này ấy, thì H trùng với A và K cũng trùng với A luôn. Thì cái K nhỏ thì bằng BA trên BA bằng 1. Nó là như vậy đấy, được chưa? Thì các em nắp vào công thức các em sẽ có như sau. Là có cái này sẽ bằng gì? 1 trên A bình thì nó là 1 chia cho 9/10. Cộng với K bình là 1 chia cho H bình là 10/3. Được chưa? Thì các em tính ra thôi nhá. Các em tính ra thì các em sẽ dùng máy tính đi, để các em tính cho nó nhanh. Thì các em thấy là như này này, 1 trên 9/10. Được chưa? Cộng với 1 trên 10/3 thì viết là 3/10 luôn đi. Ok. Sau đó thì các em 1 chia cho A, đây là 1 trên D bình, thì nó là căn của 90 trên 127. Qua đó thì các em chọn phương án B, được chưa nhỉ? Qua đó thì các em chọn phương án B, rất là đơn giản và cũng rất là dễ hiểu nữa nhá. Đấy, các em thấy không? Áp dụng cái công thức này thì các em đã lược bớt đi cái thao tác và các em vẽ thêm hình. Đó, vì sao? Tại vì là các cái thông số bài toán các em có rồi, và bản chất của DKH như thầy có nói là các em đi chứng minh lại cái công thức tổng quát của chúng ta mà thôi. Vì thế nên nó lược bớt đi cái khối lượng chứng minh để các em đưa nó ra một cái công thức cụ thể luôn. Và tất nhiên nó sẽ phù hợp với kỳ thi trắc nghiệm. Kỳ thi trắc nghiệm mà các em làm này nó rất là nhanh và hiệu quả nữa nhá. Được chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ nói đến cái gì nhỉ? Cái bài toán đó là, các em quan sát này, chúng ta vẫn có một bài toán tương tự. Chúng ta đọc đề nhá. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang vuông tại B và C. Các em có đáy là hình thang vuông tại B và C. Có AB thì bằng mấy? Có AB thì bằng 3A, có BC thì bằng 1A và CD bằng A, có SA góc mặt đáy và góc SC mặt đáy bằng 30 độ. Như vậy tất cả mọi yếu tố của hình chóp này giống nhau. Các bạn điểm M, điểm thuộc cạnh AB sao cho AM bằng 2/3 AB. Các em chú ý đấy, AM bằng 2/3 AB nghĩa là điểm M không phải điểm này nữa. Trong cái câu A thì điểm này m là điểm này, còn câu này thì điểm m là điểm này. Đây, thì AM bằng 2/3 AB thì cái này bằng 1, thì cái tứ giác BCDM là hình vuông, được chưa? Thầy yêu cầu các bạn đi tính theo A khoảng cách giữa SD và gì? Và CM. Nào, bây giờ cái câu chuyện của chúng ta sẽ là câu chuyện thay đổi rồi. Các em cần đi tính khoảng cách giữa SD và CM. Nào các bạn chú ý này, khoảng cách giữa SD và CM các bạn nhìn nhá, thì các em phải tập trung vào cái hình chóp gì? SDCM, được chưa? SDCM nhá, SDCM. Thì các bạn vẫn áp dụng cái công thức DKH mà chúng ta có nói. Tất nhiên là các em có thể làm theo kiểu tự luận, thậm chí các em có thể tọa độ hóa. Những cái bài toán này thì có nhiều cách, nhưng mà đây mình thầy muốn tập trung chính vào công thức này để làm sao cho trong phòng thi các em sẽ tối đa hóa được cái thời gian, rút ngắn được cái thời gian trong việc giải quyết bài toán nhá. Thì nó sẽ là như nào bây giờ? Các em nhìn này. Khoảng cách giữa cái gì nhỉ? SD và CM thì các em nhìn vào cái hình này thì các em sẽ có được 1 chia cho D bình bằng 1 trên A bình cộng với H, K bình trên H bình. Trong đó A nó là bằng khoảng cách giữa nào SD và CM đúng không? Thì khoảng cách từ D đến CM. Đúng nhờ, khoảng cách D đến CM. Khoảng cách D đến CM là gì? Các em nhìn thấy cái hình vuông BCDM là một hình vuông cạnh là 1, nên khoảng cách từ D đến CM ấy bằng DC nhân DM trên căn DC bình cộng với DM bình thì nó sẽ bằng là 1 trên căn 2. Được chưa? Còn K là gì? Các em chú ý này, K và H này thì đầu tiên mình nói đến H trước đi cho nó dễ. H của chúng ta ấy thì nó là bằng khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng DCM tất nhiên rồi. Đó, thì bằng SA, tại vì lúc này thì điểm H trùng với điểm A đúng không? Thì bằng mấy? Bằng 10 căn 10/3. Nốt anh K. Anh K là gì? K thì nó là tỉ số thì các em nhìn này. Các em phải nối D, nối với cái chân đường vuông góc là A, nối D với A, cắt cái thằng CM này tại cái điểm K thì rõ ràng các em nhìn nhá. AM song song với DC và AM bằng gấp đôi DC, nên khi các em nối vào ấy thì em sẽ cắt tại điểm K thì điểm K nó sẽ có tính chất là DC ấy, nó sẽ là đường trung bình của tam giác AKM. Đó thì điểm K nằm ở đây. Thì lúc này các em sẽ có được cái tỉ số K nhỏ ấy thì bằng DA trên DK, được chưa? Và D lúc này là trung điểm của AK nên DA trên DK bằng 1, hóa ra K bằng 1. Các bạn thấy không nhỉ? Các bạn hiểu sâu bản chất nhá. Các em nhìn này, các em nhìn kỹ này. Cái giá trị K ấy thì bằng AH trên AK. Thì AH là hình chiếu, còn K là giao điểm của AH và cái BC. Thì bài này cũng như vậy thôi. Các em thấy H là hình chiếu và A là giao điểm này. Thì đây, H nằm ở đây. H trong bài toán này thì nó sẽ trùng với điểm A. Thì các em nối DH này, cắt thẳng CM này tại điểm K thì là DH là DA trên DK mà thôi. Nó bằng 1 nhá. Thì các em tính ra là các em xong luôn bài toán nhá. Tới đây thì các em bước còn lại là tính toán thôi. 1 trên A bình nó là 1 chia cho 1/2 cộng với K bình chia cho H bình. K bình trên H bình, được chưa? K bình trên H bình. Rồi, thì nó bằng 2 cộng với 3/10. Nào các em tính xem 2 cộng 3/10 bằng bao nhiêu là xong nhá. Thì đây các bạn có thể dùng một cái Casio ra, các em tính xem 2 cộng 3/10 bằng bao nhiêu. Rồi, nó là 23/10. Như vậy 1 trên D bình cái này thì các em lấy 1 chia an. Xong các em lấy căn an. Thì các em tính là D là căn 230 chia cho 23 thì các em sẽ chọn được cái phương án A. Được chưa nhỉ? Rồi, như vậy là qua 3 bài toán cùng một cái phương pháp thì các bạn có thể thấy là cái công thức này nó hỗ trợ rất là tốt trong việc giải quyết những cái bài toán liên quan đến khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, đặc biệt là một cái đường nối từ nối xiên xuống mặt đáy và một cái đường thuộc mặt đáy thì các bạn thấy hỗ trợ rất là tốt. Và qua 3 cái câu này thì các bạn chắc chắn là các bạn cũng nắm được cái công thức này các em áp dụng như thế nào, đặc biệt là cái tỉ số K thì bằng AH trên AK là các em phải tính cho nó chuẩn nhá. Các em phải xác định rõ đâu là H đâu là K để các em tính toán, nhớ chưa? Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng A, các em quan sát nhé. Có SA vuông góc với mặt đáy và có SA thì bằng 3A. Chúng ta giả sử như SA bằng 3A, các em giả sử A bằng 1 đi, tính toán cho nó dễ nhá. Gọi ML là trung điểm của AB và SC. AB và SC đây. Ok, có ngay nhá. Các em nhớ đấy là nó đều cạnh bằng A thì cái này bằng 1, cái này bằng 1, góc này 60 độ nhá. Tất cả mọi thứ đều bằng 1, thậm chí các em có thể tính AM bằng 1/2, MB bằng 1/2, nhưng mà chúng ta cứ gác lại cái đấy sang một bên đã. Bây giờ các em cần đi tính khoảng cách giữa hai đường thẳng là CM và AN, Rồi các bạn chú ý này. Đây là bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, được không nhá? Đây là bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Các bạn có thể giải quyết bài toán này theo rất nhiều cách. Các em có thể qua A kẻ tia AX xong rồi tạo ra cái mặt phẳng ALX song song với CM, sau đó các em tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng ALX. Ok, làm thế được. Hoặc các bạn có thể dùng những cái kiến thức, kể cả thậm chí các em tọa độ hóa cũng được nhá, hoặc các em dùng công thức này. Và ở đây thầy muốn nhấn mạnh với các bạn công thức này, đó là công thức DKH, và bạn nào chưa biết thì các bạn nên ghi lại nhá. Đó là cái cách mà các em tính khoảng cách giữa SA và BC. Khi mà các em có hình chóp SABC như thế này này thì các em tính bằng cách là 1 trên D bình bằng 1 trên A bình cộng K bình trên H bình. Trong đó thì A là khoảng cách từ điểm A đến BC, H là chiều cao SH là cái hình chiếu của đấy, với H là hình chiếu móc của S xuống mặt phẳng ABC, thì cái H nhỏ là chiều cao SH. Còn cái K thì đó là AH trên AK, trong đó thì các em nối AH cắt cái BC tại điểm K. Thì nắp vào đây các em sẽ có được như thế này. Các em nhìn kỹ này. Khi các em nắp vào ấy, khi các em tính khoảng cách từ NA đến CM ấy, thì các em phải hiểu rõ đây là các em đang áp dụng cho hình chóp LAMC. Được chưa? LAMC. Thế thì cái hình chiếu của N xuống mặt phẳng AMC ấy, đó là trung điểm của AC. Tại vì sao? Tại vì SA vuông góc với ngoài mặt phẳng ABC, các em lấy điểm H là trung điểm của AC thì ngay lập tức LH sẽ vuông góc với cả mặt phẳng ABC nhá. Như vậy bước 1, các em lấy H là trung điểm của AC thì các em sẽ có được LH sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC. Đúng không? Các em lấy H là trung điểm của AC thì các em sẽ có ngay lập tức là LH vuông góc mặt phẳng ABC. Được chưa? Rồi, thì khi đó thì các bạn sẽ tính được cái khoảng cách giữa LH và CM bằng cách như sau. Là 1 trên D bình thì bằng 1 trên A bình cộng với K bình chia cho H bình. Trong đó các bạn sẽ có được A nó là gì? Nó là khoảng cách từ điểm A đến CM. Đúng không? Khoảng cách từ A đến CM. Các em thấy tam giác ABC nó đều không? Có, là tam giác đều. Nào tam giác đều thì AM vuông góc với CM. Nên khoảng cách từ A đến CM nó bằng độ dài AM. Và độ dài AM bằng mấy các em nhỉ? Bằng 1/2. Được chưa? Rồi K là gì? K nó là gì? K. Thôi tính H trước đi. H trước. H là độ dài NM. Đúng nhỉ? NM. À NH xin lỗi các bạn. NH. NH. NH thì bằng SA trên 2. Thì bằng 3/2. Thì đây là H. Còn K thì các em phải nối này. Các em nhớ là các em đang tính khoảng cách giữa NA và CM thì các em qua A. Các em nối với H. Cắt thằng CM tại điểm C. Như vậy K của chúng ta thì bằng AH trên AC. Các em nhớ như này nhá, trong cái công thức mà thầy viết cho các bạn ấy, thì cái điểm H này là trùng với điểm H của cái công thức này. Còn cái điểm C này sẽ trùng với điểm K. Các bạn nhìn thấy không? Thế nên cái K nhỏ của chúng ta ấy, trong cái công thức này đó là AH trên AK, thì trong công thức này nó là AH trên AC. Thì tất nhiên rồi nó sẽ bằng 1/2. Như vậy xong rồi, ta sẽ có được 1 trên D bình bằng 1 trên A bình cộng với K bình trên H bình. Rồi, nó bằng 4 cộng 1/9. Bằng 37/9 à? Đó, thì ta suy AD bằng bao nhiêu? Suy AD của chúng ta bằng căn của 9/37. Bằng 3 trên căn 37. Xong bài toán nhá. Đấy, thì bài toán tới đây là chúng ta có thể chấm dứt được rồi nhá. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh A. Có tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Các bạn quan sát này, tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Đây, mình sẽ có được tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc mặt phẳng đáy. Rồi, gọi ML là trung điểm của AB. Đây, M là trung điểm của AB đây. Và N là trung điểm của SC. N là trung điểm của SC. Được chưa? Thì người ta yêu cầu các bạn đi tính khoảng cách giữa hai đường thẳng là CM và AN và AN. Thì các em thấy là ở đây cái hình chóp SABC các em biết tất cả mọi yếu tố rồi. Trong đó đấy là tam giác đều cạnh bằng A thì cái này cạnh bằng 1. Tam giác SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông mặt đáy thì chứng tỏ là SM sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC. Thậm chí các em tính được SM luôn, SM bằng căn 3/2. Tại vì sao? Tại vì tam giác SAB là tam giác đều cạnh bằng 1 mà, đúng không nhá. Rồi bây giờ các em sẽ thi tính cái khoảng cách giữa AN và CM thì các em có rất nhiều cách để các em có thể tính. Thầy nhắc lại, các em có thể rất nhiều cách để các em có thể tính. Các em có thể dùng tọa độ hóa này. Đấy, tọa độ hóa các em có thể dùng cái việc các em tạo ra một mặt phẳng chiếu đoạn này song song đoạn kia. Và cách còn lại các em có thể dùng công thức mà thầy nói ở đây. Thậm chí có thể có thêm nhiều cách nữa nha các em nhé. Các em có thể dùng công thức tính nhanh DKH. Và đây thầy muốn tập trung cho các bạn theo cái công thức này. Nhớ chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái công thức tính nhanh DKH. Thì các em khi mà các em dùng công thức đấy thì các em phải tập trung vào cái hình chóp. Đó là NAMC. Các em tập trung vào hình chóp này. Các em sẽ có công thức như sau. Nào, các em ghi vào này. 1 trên D bình bằng 1 trên A bình cộng với K bình trên H bình. Trong đó các em phải xác định được cái giá trị của AKH. Thì các em tính A trước. A thì nó bằng gì? Nào, AN và CM đúng không? Thì A là khoảng cách từ A đến CM. Đấy, khoảng cách từ A đến CM bằng độ dài AM thôi. AM thì bằng mấy? Bằng 1/2. Xong luôn, là A. K thì bằng gì? K thì nó bằng và gì, và H là bằng gì? Các em tính H trước cho nó dễ. Thì ở đây H ấy, thì các bạn phải nhìn vào này. Các em phải nhìn này, các em phải quan sát này. Thì ở đây cái hình chiếu vuông góc của điểm N xuống mặt phẳng ABC là điểm nào? Thì các em thấy là SM vuông góc mặt phẳng ABC, có N là trung điểm của SC, nên các em chỉ cần lấy điểm H là trung điểm của CM. Ngay lập tức thì các em sẽ có được LH sẽ song song với SM. Qua đó thì NH sẽ vuông góc mặt phẳng ABC. Và do đó hình chiếu vuông góc của điểm N xuống mặt phẳng ABC nó chính là độ dài NH. Và NH bằng 1/2 SM. SM thì bằng căn 3/2. Như vậy cái này bằng căn 3/4 nhá. Thì H bằng căn 3/4. Cái cuối cùng mà chúng ta muốn nói đến ấy là K. Thì K trong bài toán này các em nhìn kỹ này, cái K rất là dễ nhầm này. Cái K ấy mà chúng ta nói đến ấy, các em nối từ điểm A đến cái điểm H, cắt thẳng BC tại điểm K, thì cái giá trị K nhỏ thì bằng AH trên AK. Thì ở đây các em nhìn vào này, các em nối từ điểm A, đây này, NA đúng không? Đến CM, thì các em nối từ điểm A đến điểm H, cắt thẳng CM tại điểm H luôn, thì K trùng với H. Trong trường hợp này thì K thì bằng AH trên AH thì bằng 1. Như vậy các em nắp vào thì các em sẽ có ngay công thức nhá. Các em nắp vào đây thì các em sẽ có 1 trên A bình cộng với K bình chia cho H bình. H bình là 3/16 à. Như vậy xong rồi, bằng 4 cộng với 16/3. Được chưa? 4 x 3 là 12, 12 cộng với 16 là 28, bằng 28/3. Vậy thì D của chúng ta bằng căn bậc 2 của 3/28. Thế thôi nhá. Thì các em tính cái căn bậc 2 của 3/28 ra là bằng bao nhiêu nhá. Thì cái căn bậc 2 của, ở đây là căn bậc 2 của 3/28. Các em ấn bằng một cái là các em ra. Đáp án của chúng ta sẽ là căn 21 chia cho 14. Chọn đáp án D. Được chưa nhỉ? Đó. Rồi. Các em có khá nhiều công thức, cách làm. Nhưng mà cách làm này nó cách làm khá là ổn rồi nhá. Như thầy có nói lúc đầu ấy, là cái công thức DKH này về mặt bản chất thì nó là một cái công cụ để cho các em tính nhanh thôi, chứ nó vẫn là cái cách mà các em vẫn hay làm bình thường mà thôi. Chẳng qua là chúng ta đã chứng minh một bài toán tổng quát, và sau đó thì các em chỉ cần lạm dụng nó để các em tính toán các bài toán cụ thể. Đấy, thế thì để mà có thể hiểu sâu về bản chất thì tất nhiên là chúng ta sẽ nên đi chứng minh nó. Thì các em sẽ hiểu rất là sâu về nó, và lúc đấy thì các em sẽ tận dụng nó để các em làm các bài tập một cách tự tin hơn. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ đi đến với phần chứng minh công thức DKH nhé. Thì các em quan sát này, chúng ta sẽ chứng minh bằng cách nào. Thì bây giờ chúng ta quay lại một cái bài toán là các em có được một cái hình chóp SABC, các em có được SH vuông góc mặt phẳng ABC, tức là H là hình chiếu này, các em nối AH cắt BC tại điểm K và các em kẻ AD vuông góc BC. Rồi thì các em biết được cái A nhỏ của chúng ta thì bằng AD, K nhỏ thì bằng AH trên AK, còn H nhỏ thì bằng SH, còn D thì là khoảng cách từ SA đến BC, và đây là mối quan hệ giữa DAHK. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào chứng minh nhá, chứng minh. Thì bây giờ để mà đi tìm khoảng cách giữa SA và BC ấy, thì các em sẽ cố gắng để tạo ra cái mặt phẳng chứa SA và song song BC bằng cách là các em kẻ một cái tia AX, kẻ tia AX song song BC. Được chưa? Ngay khi các em kẻ AX song song BC ấy, thì các em sẽ có được cái mặt phẳng SAX. Nó sẽ có hai thông số, thứ nhất nó chứa được cái SA, và thứ hai đó là SAX nó song song BC. Vậy thì mình sẽ có được khoảng cách giữa SA và BC. Được chưa? Khoảng cách giữa SA và BC nó chính là khoảng cách giữa BC và mặt phẳng SAX. Nó chính là khoảng cách giữa BC và mặt phẳng SAX, đúng không? Khoảng cách giữa BC và mặt phẳng SAX. Rồi, ở đây chúng ta tính theo khoảng cách từ K đi. Nó chính là bằng khoảng cách từ điểm K đến mặt phẳng SAX. Được chưa? Và để mà chúng ta quy theo khoảng cách từ H ấy, tại vì bao giờ cũng thế, chúng ta muốn tính theo khoảng cách chân đường uốn góc. Thì các em thấy là khoảng cách từ K này ấy, thì bằng KA trên HA nhân với khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng SAX. Đúng không? Bây giờ mình nói chuyện vào cái KA trên HA một tí nhá. Các em nhìn này. KA trên HA thì các em đang có được cái, các em nhớ là cái giá trị K nhỏ ấy là AH trên AK. K nhỏ thì bằng AH trên AK. Còn cái KA chia cho HA ấy, đấy, thì các em thấy đây này, KA trên HA, KA trên HA đúng không? KA trên HA thì tất nhiên rồi nó sẽ bằng gì đấy? Bằng 1 trên K nhỏ. Các bạn nhìn đúng không nhỉ? Đây đây. Tại vì AH trên AK bằng K nhỏ thì cái KA trên HA bằng 1 trên K. Như vậy cái này bằng 1 trên K nhỏ nhân với khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng SAX. Bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái khoảng cách từ H đến mặt phẳng SAX, được chưa? Thì các em đều biết là như này này. Các em lưu ý nhá, các em lưu ý này. Cái khoảng cách từ H đến mặt phẳng SAX ấy thì bằng gì? Đây là khoảng cách từ chân của góc đến mặt bên. Cái việc tìm khoảng cách từ H đến mặt phẳng SAX là cái mô hình tìm khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên. Chân đường vuông góc đến mặt bên. Thì trong cái vấn đề liên quan đến tìm khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng ấy, thầy có nói với các bạn rất là kỹ là khoảng cách chân đường vuông góc đến mặt bên ấy thì khoảng cách từ H đến mặt phẳng SAX các em xác định được bằng x nhân y trên căn của x bình cộng y bình là chân đường vuông góc đến mặt bên. Trong đó x bằng gì? X thì bằng SH thì bằng H, được chưa? Y nó bằng khoảng cách từ điểm H đến AX. Và chúng ta tính khoảng cách từ H đến AX, các em nhìn nhá. Cái khoảng cách từ H đến AX này thì nó sẽ là bằng, các em tính theo khoảng cách từ K đi nhá, thì bằng HA trên KA nhân khoảng cách từ K đến AX. Được chưa? Các em nhìn này, AH trên AK thì bằng K, đúng không? Thế nên HA trên AK tất nhiên là bằng K rồi. Nó bằng K lần khoảng cách từ H. Các em nhớ là khoảng cách từ K đến AX nó bằng khoảng cách từ D đến AX nhá. Tại vì sao? Tại vì AX nó song song BC nên khoảng cách từ một điểm bất kỳ thuộc BC đến AX thì bằng khoảng cách từ D đến AX. Nó bằng khoảng cách từ D đến AX. Được chưa? Và khoảng cách từ D đến AX nó chính là bằng độ dài AD. Tại vì AD vuông góc BC thì AD sẽ vuông góc với cả AX. Tại vì AX song song BC mà, thì bằng K nhân với độ dài AD. AD thì bằng A nhỏ. Được chưa? Theo cái công thức của chúng ta AD bằng A nhỏ. Như vậy lắp vào các em có được đây là y, đây là x, nên ta sẽ có được cái khoảng cách này này, nó bằng gì? Bằng x nhân y, nó là k nhân a nhân với h là x nhân y. Trên căn của x bình phương, căn của x bình phương là h bình phương, cộng với đây là y bình phương là cộng với k bình phương, a bình phương. Rồi, xong. Được chưa? Được chưa? Như vậy thì các em lắp vào đây thì các em sẽ suy ra được là khoảng cách từ điểm k đến mặt phẳng SAX chính là cái khoảng cách D cần tính ấy. Thì bằng 1 trên k này nhân với đây là k nhân a nhân h chia cho căn của h bình cộng với k bình a bình. Và các em triệt tiêu cái k đi thì bằng a h trên căn của h bình cộng với a bình h bình. Như vậy ta suy ra 1 trên d bình bằng gì? 1 trên d bình phương ấy thì nó bằng h bình cộng với a bình cộng a bình h bình trên a bình h bình. Nó sẽ bằng gì đây? Bằng 1 trên a bình cộng với ở đây nó là a bình k bình chứ thầy viết nộn này, thầy viết nộn. Đây là k triệt tiêu này, đây là a bình k bình, xin lỗi các bạn nhé, đây là a bình k bình, đây là a bình k bình nhá các em nhé. Thì các em sửa lại thầy một tí này, đây là a bình k bình. Thì cái này cộng với k bình phương chia cho h bình phương, được chưa? Như vậy các em có điều phải chứng minh. Đó, thế chưa nhá. Đấy. Thì các em sẽ có ngay đấy công thức này nhá. Rồi, thực ra thì thầy muốn nhấn mạnh với các bạn một điều ấy, đấy là sau khi mà các em đã nhuần nhuyễn về áp dụng công thức thì các em cũng nên nắm được cái cách chứng minh công thức. Qua đó là các em hiểu sâu và các em hoàn toàn làm chủ được công thức. Nó giống như kiểu các em cầm một thứ vũ khí. Nếu như các em không cầm một cái, không làm chủ được cái thứ vũ khí đấy thì rõ ràng là các em sẽ không nhuần nhuyễn được nó. Giống như kiểu các em cầm một cái dao, các em mổ lợn chẳng hạn, mà các em cầm, các em không quen cái dao, được chưa? Thì các em cầm cái dao, kể cái dao sắc đến đâu các em không quen cái dao thì cái việc các em mổ lợn ấy nó cũng trở nên rất là khó khăn. Nhưng nếu mà các em làm quen rồi, các em cầm nó quen rồi, các em chặt, các em chém nó quen rồi thì lúc đấy các em mổ lợn nó rất là đơn giản. Thì giải quyết bài toán thì cũng giống như mổ lợn vậy. Nếu như mà các em giải quyết quen, luyện tập quen và các em hiểu sâu về nó thì lúc ấy em làm chủ hoàn toàn thứ vũ khí đấy. Lúc ấy em mang đi em chinh chiến nó rất là đơn giản nhá. Thì thầy hy vọng là sau một cái công thức này thì các em cũng đã có thể tính được nhanh hơn cái việc khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau thông qua một cái cách tính nhanh. Và bản chất của nó như thầy có nói với các bạn ấy, thì cái bản chất của công thức nó không phải là áp dụng cách máy móc mà nó là suy ra từ cái cách mà chúng ta vẫn hay làm bình thường, nhưng mà chúng ta đã tổng quát hóa nó lên và nó sẽ giảm bớt được các cái thao tác này, để qua đó các em chỉ cần còn mỗi công thức này thôi các em lắp vào là xong. Nó rất là hay như vậy nhá. Rồi, chúng ta kết thúc cái phần này ở đây. Thầy sẽ còn luyện tập cho các bạn rất nhiều bài tập trong khóa học của chúng ta. Tất nhiên là bạn nào mà đăng ký khóa học thì các em có thể inbox trực tiếp vào page và các bạn sẽ đồng hành cùng thầy đến lúc thi luôn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học sau. Chào các em.